Đối với các dòng sản phẩm laptop của Dell luôn là một cái sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi chúng ta mua phục vụ cho bất kỳ một cái công việc nào, từ học hành đến giải trí, thậm chí là chúng ta xài đồ họa hoặc là chơi game. Trong tâm trí của người tiêu dùng thì Dell rất là bền, Dell rất là trâu bò. Và trong cái trải nghiệm ngày hôm nay, chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế một chiếc laptop mình nghĩ rất là đáng mua ở thời điểm hiện tại, Dell Latitude 5401. Với các sản phẩm Dell Latitude thì mình không cần phải nói nhiều nữa. Đây là một dòng sản phẩm cao cấp, rất là bền bỉ, được xách tay ở nước ngoài về. Ngân sách chỉ với hơn 9 triệu thôi, chúng ta sở hữu được một chiếc laptop cấu hình mạnh và rất là bền bỉ. Core i7-9850H với 6 x 12 luồng, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256. Đặc biệt là chiếc máy này có được trang bị cái card đồ họa, đó là GeForce MX130 có tốc độ 2GB. Tha hồ chúng ta xài đồ họa và chơi game cũng rất là ok nha mọi người. Sau đây chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Latitude 5401 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Latitude 5401 này nha mọi người. Một cái điều ấn tượng đầu tiên ở cái dòng Latitude Series 5 này chính là nó làm cái chất liệu nhựa đặc biệt và theo kiểu bóng nha mọi người, chứ không có làm giống như cái Series 7. Với cái chất liệu này thì mình nghĩ nó rất là phù hợp ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là khí hậu nóng ẩm. Nó đỡ bám vân tay hơn, và chúng ta khi mà chúng ta vệ sinh, chúng ta lau thì nó cũng rất là thuận tiện và giữ chiếc máy mình nó mới hơn. Một cái ưu điểm kế tiếp đó chính là Dell Latitude Series 5 này, cái bản lề chúng ta mở ra được tới tận 180 độ nè, và nó đã câu cái bản lề này vào bên trong một tí, cho nên là hạn chế cái việc gãy bản lề, làm cái chất liệu nhựa và có kiểu vân vân, nhìn khá là đẹp nha mọi người. Bàn phím thì được thiết kế cũng khá là phù hợp. Được trang bị cam nè, có nút đóng mở nè. Cổng kết nối thì được trang bị đầy đủ. Chiếc máy này thì cân nặng nó tầm khoảng 1,5 kg nha mọi người. Khoảng 1,5 kg. Ở phiên bản này thì cái tản nhiệt điểm yếu là nó nằm ở phía bên phải nè, bên tay trái của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta xài máy á, thì thường cái tay của chúng ta sẽ thường chúng ta để bên phía bên tay trái nè, bên phải thì chúng ta sẽ rê con chuột. Thì khi mà chúng ta xài thì nó sẽ phà cái hơi nóng. Khi mà cái máy chúng ta bắt nó làm việc nhiều á, thì cái quạt nó sẽ quay nhanh hơn, để nó tản nhiệt cho cái máy nó không bị sụp nguồn, nó không bị tắt. Nhưng mà còn ở cái phiên bản này thì nó chưa có đổi cái tản nhiệt đẩy ra phía trước. Hầu hết những cái máy sau này nó đẩy cái tản nhiệt ra phía đằng trước này nè mọi người, thì nó phà cái hơi nóng ra phía trước luôn đó. Đây là phiên bản được xách tay ở Canada về. Chúng ta thấy màn hình 14 inch Full HD khá là đẹp. Đây là cái tấm màn IPS nha mọi người. Về dòng sản phẩm này thì cấu hình thực tế nó là Dell Latitude 5401 nè, Core 7-9850H với 6 x 12 luồng, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256, màn hình 14 inch và có trang bị cái card Nvidia GeForce MX150 có tốc độ 2GB. Tha hồ chúng ta có thể chúng ta xài đồ họa 2D hoặc là 3D ở mức bán chuyên. Chiếc máy này xài văn phòng hoặc là các anh em học bên lĩnh vực về đồ họa 2D hoặc là công nghệ thông tin thì rất là phù hợp mọi người. Rất là ok nha. Đây, về thông tin của chiếc máy này. Tại vì với 6 x 12 luồng mà cái khi mà tục bô boot nó lên tới 4.6 GHz, lẫn cache con máy này tới 12 mê. Đặc biệt là ở cái phân khúc giá chỉ tầm hơn 9 triệu xíu thôi mà chúng ta sở hữu được một chiếc laptop cũng khá là mới, nguyên zin 100% nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ dễ nhìn thấy nhất, đó chính là chiếc máy này, cái location nó là Canada, được sản xuất cho thị trường Canada. Expiration Day nghĩa là cái ngày hết hạn bảo hành là tháng 10 năm 2022, hết hạn bảo hành nha mọi người. Ở đây Support Service nè, Status, nó để expire rồi.
service tab, serial number đầy đủ nha mọi người. Cái ngày mà nó ship như là ngày xuất xưởng nó là tháng 9 năm 2019, nhưng mà cái ngày mà kích hoạt bảo hành là tháng 10 2020. Chiếc máy này được bảo hành 2 năm. 2 năm nha mọi người. Vẫn xài cái cổng sạc chui lớn bình thường đầu kim. Bây giờ mình sẽ cắm sạc để mình test cái hiệu năng, xem chỉ số FPS và chỉ số GB, nghĩa là chỉ số CPU á. Đây là những cái thông số mà rất là nhiều người quan tâm. Nó rất là thực tế mọi người. Lý do là khi mà cái nhu cầu thì rất là cao, nhưng mà cái nguồn ngân sách thì rất là thấp, buộc chúng ta phải mua những chiếc laptop cũ hay là những chiếc laptop xách tay như thế này nè. Nó rẻ hơn rất là nhiều, 5, 10, thậm chí là 15 triệu. Quan trọng nhất là nó đáp ứng được cái nhu cầu trong ngắn và dài hạn nha mọi người. Thì trên màn hình desktop thì mình có để sẵn một cái phần mềm mà Cinebench rồi. Thì mình sẽ mở cái phần mềm này, mình check lên cái hiệu năng, mình quay cho nó đừng bị chói nha mọi người. Accept luôn nè. Run. Đây là cái phần mềm mà được rất là nhiều các bạn kỹ thuật hay là những người mà đi mua máy tính bên đồ họa rất hay xài, vì nó cho ra được những cái chỉ số rất là tương đối chính xác. Dĩ nhiên nó lệ thuộc rất nhiều vào cái tình trạng chiếc máy hiện tại, ví dụ như là chiếc máy có nóng không, chiếc máy có bị virus hay không, chiếc máy có cài nhiều phần mềm hay không, tình trạng pin và mình có cắm nguồn hay không. Nó rất là nhiều yếu tố. Đây là những cái mà mình lưu ý khi mà chiếc máy chúng ta không có cắm cái nguồn vào á, mà chúng ta cho cái chiếc máy nó hoạt động công suất cao á, thì chỉ số của nó sẽ bị giảm sút đi khoảng 15-20% nha mọi người. Đây là chiếc máy văn phòng nhưng mà chỉ số FPS rất là cao, gần cả 100 FPS. Chỉ số FPS để chúng ta xài đồ họa mượt là 40, 80, 120, 240 vân vân. Chỉ số FPS càng cao thì chúng ta sẽ cho ra được hình ảnh rất là đẹp và nó không có bị lắc. Bây giờ chúng ta sẽ test cái con CPU. Thực ra thì với một chiếc máy á, nó có 3 yếu tố để nó quyết định chiếc máy mình chạy nhanh hay chậm. Thứ nhất là con CPU. Thì CPU nó là bộ xử lý trung tâm. RAM nó là bộ nhớ tạm. Tại sao mình gọi nó là bộ nhớ tạm? Khi chúng ta tắt hoặc là mở máy hoặc là khởi động máy lại thì nó sẽ, những cái task vụ mà chúng ta vừa làm trước đó nó sẽ không còn lưu. Ví dụ như mình ra một cái lệnh 10 lệnh thì nó sẽ đẩy lên cái RAM, đưa lên hàng đợi. Sau đó CPU mình mạnh hay yếu nó sẽ xử lý từng lệnh đó. Ví dụ như chiếc máy chúng ta rất là yếu, sẽ chỉ là Pentium hoặc là Core i3 thôi, mà chúng ta nâng cấp RAM quá nhiều, chúng ta đưa lên quá nhiều lệnh thì dẫn đến cái tình trạng là máy nó bị treo. Chỉ số CB cũng gần cả ngàn nè mọi người. Rất là đáng để mà chúng ta mua để xài đồ họa, hơn 9 triệu thôi. Còn cái card đồ họa nó chính là nó phân giải mình, ví dụ như là khi mà mình chơi game hoặc là mình thiết kế nó có rất là nhiều điểm ảnh. Cho nên là mình cần phải có một cái card đồ họa để nó hiển thị cái hình ảnh ra nha mọi người. Cho nên những người mà xài bên đồ họa hoặc là bên thiết kế rồi đó, hoặc là chơi game thì chúng ta cần phải máy phải có cái card đồ họa. Còn với những dòng máy này thực ra là vẫn đáp ứng được, chúng ta chơi Liên Minh, Liên Quân, Võ Lâm, Truyền Kỳ, Đột Kích. Tuy nhiên là cũng không khuyến khích để chúng ta mua dòng này để chơi game. Nó chỉ đáp ứng được thôi, nhưng mà nó không phải là một dòng để chúng ta chơi game nó hợp lý. Bây giờ mình sẽ tắt máy, shutdown, và mình mở ra bên trong để cho mọi người xem cái khả năng nâng cấp và chiếc máy này tình trạng bên trong nó như thế nào nha mọi người. Ở đây nó có chữ Latitude 5401 nè. Kỹ thuật cũng đã test rồi. Chiếc máy này thì nó pin nó xài tầm khoảng 5-6 giờ nha mọi người. 5-6 giờ. Bây giờ mình sẽ tháo cái bên trong nè. Thực ra thì mình làm YouTube khoảng 2 năm mọi người, từ sau cái đợt dịch Covid-19, ngay cái trong đợt dịch.
thì cũng được rất là nhiều anh chị và các bạn trên khắp cả nước quan tâm. Đến thời điểm hiện tại thì mình cũng có khoảng gần 20.000 follow rồi. Thì với những cái trải nghiệm này thì họ rất là thích, tại vì nó thực tế. Còn những cái thông tin mà liên quan, ví dụ như về thiết kế nó như thế này thế kia đó, chúng ta có thể chúng ta lên mạng chúng ta tìm hiểu, nó có rất là nhiều thông tin mọi người. Mình đi trải nghiệm, cố gắng mình chắt lọc lại những cái thông tin mà nó nổi bật nhất để cho chúng ta có những cái thông tin cần thiết để mình mua cho nó phù hợp. Với đầu tiên chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rất là nổi bật ở cái cục pin. Bình thường một chiếc máy văn phòng thì cục pin nó tầm khoảng 42 watt giờ thôi mọi người. Chiếc máy này văn phòng nó được tới 68 watt giờ. Đây là hai cái loa hai bên nè. Đây là SSD 256, chúng ta có thể nâng lên 512 hoặc là 1T gì đó, 2T gì đó, tùy vào cái nhu cầu. Tuy nhiên cái vấn đề về lưu trữ ở hiện tại thì nó không cần thiết lắm. Đây là cái quạt tản nhiệt rất là to. Đây là chiếc máy văn phòng cho nên nó chỉ cần một cái quạt tản nhiệt thôi. Hai slot RAM nè. Chúng ta có thể nâng cấp tối đa lên RAM 32GB. Đây là cái chỗ gắn cặp WAN. Đây Wi-Fi nè mọi người. Đây là những cái thông tin mà chúng ta nên biết để mua cho nó phù hợp, phục vụ trong ngắn và dài hạn nha mọi người. Nên là mình nói là ở thời điểm hiện tại đây là chiếc máy rất là đáng mua. Chỉ với hơn 9 triệu thôi, chúng ta mua được chiếc máy cấu hình mạnh. So với một năm mấy, hai năm trước thì ở thời điểm hiện tại thì laptop nó chỉ còn có 1/2 giá thôi mọi người, rất là rẻ. Bạn nào mà cần hỗ trợ thì gọi vào số hotline đi. Mình hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất nha. Hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Mong là với cái trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về một dòng laptop sắp tay ở nước ngoài về. Đây là dòng Dell Latitude 5401. Và ở thời điểm hiện tại mình nghĩ đây là một chiếc laptop rất là đáng tiền. Chỉ với hơn 9 triệu thôi, chúng ta sở hữu được một chiếc laptop có cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng được những cái tác vụ văn phòng, kể cả chúng ta xài đồ họa và chơi game cũng rất là mượt. Do là thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên nếu bạn nào cần hỗ trợ chuyên sâu hoặc là cần mình tư vấn, có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Nhân Laptop Bàn trong đời trong suốt năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những đóng góp, những phản hồi và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký kênh và bấm luôn vào cái nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.